Chào mừng quý vị và các bạn đã đón xem trận đấu của đài truyền hình Fightback TV. Và ngày hôm nay, tôi Kiyodaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Có thể thấy trên các khán đài, tiếng hò reo của các cổ động viên đã làm cho không khí trước trận đấu trở nên náo nhiệt và hưng phấn hơn bao giờ hết. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Samuel. Tình huống bắt bài rất hợp lý. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Fightback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Fightback sẽ độc quyền giải đấu này. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Anh sẽ làm gì đây? Một tình huống làm thót tim các cổ động viên. Obetan. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Pereira. Rất bình tĩnh. Anh sẽ làm gì đây? Cơ hội rất tốt, tuy nhiên đã không được tận dụng. Quá đáng tiếc. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Cơ hội dứt điểm. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Pereira. Rất tốt. Một quả ném biên. Một nỗ lực rất đáng khen ngợi. Cơ hội đã trôi qua. Cần phải có nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này. Đường chọc khe. Những pha bóng lót cho nhau rất chắc chắn.
Pereira. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Flypatch để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Hiệp 1 đã diễn ra rất sôi nổi với nhiều tình huống nguy hiểm được cả hai bên tạo ra, nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Và kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số vẫn đang là 0-0. Điều hiển nhiên trong một thế trận như thế này. Một bàn thắng đã đến là điều hiển nhiên trong một thế trận như thế này. Tỷ số trận đấu là 1-0. Chúng ta có thể thấy được sự gắn kết trong những pha tấn công của họ, và đặc biệt là bàn thắng vừa rồi. Đối với những đối thủ sừng sỏ và đẳng cấp thì việc nhập cuộc như thế nào cũng là rất quan trọng và tạo sự hưng phấn cho các cầu thủ trên sân. Chuyền bóng tốt, đường trong khe. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Cơ hội! Anh sẽ làm gì đây? Đánh đầu! Dứt điểm! Như vậy là lưới đã rung lên! Vào! Như vậy là cách biệt đã được nâng lên thành 2 bàn. Một bàn thắng rất đẹp và dứt điểm rất gọn gàng. Các cầu thủ cần phải tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Lối chơi truyền thống kiểu Anh là tạt cánh đánh đầu giờ đây vẫn được các câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea sử dụng khá hiệu quả. Matic, cầu thủ đang thi đấu rất hay và tạo ra không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương. Đường chuyền chuẩn xác, rất nỗ lực. Tình huống nguy hiểm, chúng ta có thể thấy rõ được khuôn mặt rất thất vọng của huấn luyện viên ở ngoài đường pit. Cơ hội đã trôi qua, trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Cơ hội! Vào! Đó là câu trả lời đánh thép, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thi đấu trong những phút vừa qua. Tỷ số lúc này đang có cách biệt là 3 bàn. Một bàn thắng rất đẹp và dứt điểm rất gọn gàng. Không khí trên các khán đài đang rất náo nhiệt. Một pha dứt điểm quá gọn gàng, cú sút là không thể tốt hơn.
Tỷ số bây giờ là 3-0 rồi. Họ đang chứng tỏ được sức mạnh của mình. Matic giữ bóng rất tốt, sốc thẳng vào trung lộ, dứt điểm đi. Chuyển vào trong, pha dứt điểm không tốt. Sút xa. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình lần sau của Fightback TV.